Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Thì nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn khai thác một cái đồng coin mới trên Telegram nha các bạn Đó là chúng ta khai thác dự án Hunter Combat nha các bạn Thì nó khai thác cũng giống như những cái dự án khác như là dự án Node chẳng hạn Hoặc là dự án tapswap Swap nha các bạn Rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về dự án nha rồi và đây là dự án thông báo nè, dự án đã đạt 1 triệu người khai thác chỉ sau 11 ngày nè các bạn nào, một con số cộng đồng phát triển khá là nhanh nha và trước đó các bạn thì à, à, dự án Hamster Combat này cũng đã đó là hợp tác với dự án đó là Binx nha các bạn Binx là một trong những cái sàn giao dịch nha các bạn đấy cho nên có thể sau này nó sẽ lên cái sàn đó là sàn Binx nha rồi đầu tiên thì các bạn click à, vào đường link bên dưới phần bình luận để mà chúng ta đăng ký khai thác nha thì chúng ta khai thác trực tiếp trên telegram nha các bạn thì khai thác trên telegram đang là xu hướng của những cái đồng coi nha rồi thì sau khi mà các bạn bấm vào đường link bên dưới phòng bình luận á thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này nha. Các bạn bấm cho mình vào chữ bắt đầu nha. Nó sẽ chuyển các bạn sang trang Telegram nha. Thì chúng ta khai thác trên Telegram chúng ta không cần tải app nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái chữ bắt đầu phía bên dưới nha. Thì ở đây là các bạn bấm vào cái chữ play in wallet nè, các bạn bấm vào rồi như vậy là chúng ta đã vào ứng dụng nha các bạn thì cái này khai thác cũng khá là đơn giản các bạn nó cũng giống như khai thác những cái dự án khác thôi chúng ta bấm vào cái hình logo Awata của cái con chuột hamster này nè các bạn nè là chúng ta sẽ khai thác được cái đồng coi của dự án nha rồi tại đây chúng ta cùng khám phá những cái chức năng của nó nha các bạn đầu tiên là các bạn bấm vào cái phần bot nè thì tại đây á, chúng ta có mỗi một ngày nó cho chúng ta 6 lần 6 trên 6 cái lần full nè khi mà chúng ta bấm hết cái đồng coi chúng ta có thể nhận full nha rồi cái chức năng mà turbo này sắp ra mắt là chức tức là chức năng tăng tốc nó khai thác trong vòng 10 giây 20 giây đó các bạn còn bên dưới là các bạn có thể nâng cấp lên đó là nâng cấp lên multi tab nè tức là mỗi một lần các bạn tap này các bạn bấm vào màn hình á nhưng mình là mình mới đăng ký đó, thì nó chỉ một lần bấm là nó chỉ có nhận được một cái đồng coi thôi và bây giờ mình sẽ bấm vào bot là mình nâng cấp cái chức năng multi tap lên nè ví dụ mình phải cần hai hai nghìn cái đồng tiền sâu nè để mà nâng cấp lên là mỗi một lần bấm sẽ cộng thêm một lần tiền sâu nha tức là mỗi một lần bấm cộng thêm đó là hai tiền sâu nha mình bấm vào nhận nè rồi sau khi mà mình nâng cấp lên nè mình ra bên ngoài mình bấm các bạn thấy không mình bấm là nó nhận hai cái đồng tiền sâu nè đấy mỗi một lần bấm là chúng ta nhận hai đồng tiền sâu nha các bạn rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào cái phần bot phía bên dưới này tức là cái thời gian phục hồi nha các bạn đây nè à, các bạn cộng thêm 500 năng lượng ở cấp độ 2 nè tức là bình thường á là à, ở đây á bình thường các bạn thoát ra lại nè ở đây á, là nó chỉ có một nghìn cái đồng cái đồng mà coi của dự án là nó đầy các bạn nâng cấp cái phần đó lên á, thì nó sẽ tăng lên nha các bạn nâng cấp lên thì nó sẽ tăng cái sức chứa đó các bạn hiểu đơn giản là tăng cái nhà kho chứa nha các bạn rồi như vậy là cái phần uh, nâng cấp này chỉ có vậy thôi nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cái phần uh, minor nè. Rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào cái phần uh, minor nè là cái phần này kiểu như các bạn uh, nâng cấp để cho thu nhập thụ động nha các bạn. Ví dụ như là cái con máy của cái thằng Facebook này nó đề chữ Facebook nè thì các bạn phải bỏ ra nè, các bạn bấm vào đây, các bạn cần phải nâng cấp là các bạn bỏ ra 638 cái đồng coi của dự án để mà các bạn nâng cấp lên để mà các bạn nhận 80 cái đồng xu mỗi giờ nè. Thì các bạn muốn nâng cấp á, thì các bạn bấm vào nút nhận nè, nó sẽ nâng cấp lên cho các bạn nha. Đấy, như mình là nâng cấp lên rồi nè. Đấy, các bạn nâng cấp càng cao thì lợi nhuận mỗi giờ các bạn càng cao nha. Và những cái bên đây cũng vậy như các bạn, nói chung những cái này nó cũng giống y chang như vậy. Rồi cái bên market uh, market nè, ở đây cũng vậy như các bạn cái cái phần này các bạn cũng phải nâng cấp lên để mà nhận lợi nhuận mỗi giờ các bạn nâng cấp càng cao thì các bạn nhận lợi nhuận càng cao nha và bên đây cũng như vậy như các bạn mấy cái này nó giống y chang như vậy nha rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào cái phần for tức là mời bạn bè nè ở đây này các bạn có thể làm những cái nhiệm vụ mời bạn bè nè và các bạn có thể mà bấm vào bên dưới nè để mà lấy cái đường link đi mời bạn bè nha các bạn tiếp theo là cái phần ơn nè rồi thì tại đây các bạn cũng điểm danh hàng ngày nè đây là cái điểm danh nha các bạn đây mỗi một ngày các bạn qua đây các bạn bấm claim nha Đấy. À, các bạn điểm danh càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều đồng coin của dự án nha. Còn ở đây là các bạn zone vào trang uh, Telegram của dự án nè. Đây các bạn bấm vào các bạn có thể zone nè. Các bạn bấm vào chữ zone nè, đấy. Rồi sau khi các bạn bấm vào zone á thì các bạn bấm vào chữ tham gia nè. Rồi sau khi tham gia thì các bạn quay trở lại nha, quay trở lại nè. Rồi các bạn bấm vào chữ chết nè đấy như vậy là mình đã nhận được đồng coi của dự án nha đấy cứ như vậy là các bạn zone hết vào những cái trang tin ra phía bên dưới nha các bạn rồi ở cái phần này là cái phần airdrop e các bạn bấm vào thì ở đây nó ghi nè các bạn uh, sẵn sàng airdrop uh, e là chuẩn bị uh, trong uh, chuẩn bị ra mắt nha các bạn uh, đó là nó cho trao đổi trên sàn giao dịch nè rồi uh, uh, tạo thị trường nè thị trường mua bán mắc mắc kịch lay đó các bạn rồi uh, đối tác chính nè những cái đối tác chính nè rồi danh sách nhiệm vụ airdrop e nè chuẩn bị ra mắt nha các bạn đây rồi trên đây á là nó hiện ra những cái thông tin của bạn là mỗi lần chạm là các bạn thu hồi được hai cái đồng coi của dự án nè đấy rồi lấy vừa up nè rồi lợi nhuận mỗi giờ nè thì chúng ta chỉ việc vào bấm khi nào mà chúng ta rảnh á chúng ta vào bấm hình con chuột nè để cho nó không bị đầy nha các bạn đó đầy là nó ngừng khai thác nha các bạn rồi thằng này khai thác đơn giản chỉ như vậy thôi và cái đường link khai thác mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha các bạn các bạn có thể click vào để mà đăng ký khai thác nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.